Làm được gì cũng không đỡ mỏi. Thì hãy nghĩ ngay những việc bạn hãy tán hàn ra khỏi cơ thể. Và em là một người không thể tránh khỏi điều đó. Đen không ạ? Rất là đen luôn. Em sẽ lau cho mọi người nhìn nha. Rất là đen, xì luôn. Rất là mỏi mà cứng cổ à. Nhất là ngồi cái tư thế mình ngồi mình làm cho mọi người không tránh khỏi. Cái thứ hai là khi cơ thể bạn nhiễm lạnh rất là đẹp. Và dụng cụ em đánh trên mặt chỉ là một cây bọ cạp cộng đầu bọc bạc. Rất là đẹp. Mỏi cứng cổ luôn. Rất là đen luôn. Bây giờ em sẽ đánh bên này cho mọi người nhìn thấy nha. Nó xong góc bên này em quay cho mẹ. Quay xa xa ra, quay thẳng mặt mẹ. Đây. Khi mà mọi người tán hàn ra khỏi cơ thể sớm ngày nào ấy thì cơ thể mình nó mới khỏe ngày đấy. Mẹ còn ơi, nếu mà cứ mẹ để ơi, không cao này. Hôm nào lại xuống chị lại tê hết tay rồi. Ai đây? Không cao. Lại tê hết tay cái bê hoa bê quả bê họa hoa cho lắm vào. Không chịu chăm sóc mình gì cả. Ừ, mọi người nhìn này. Đấy, đánh lên đâu bằng cổ em nó nhẹ lên đấy. Cứ víu hết cả cái cổ xuống như có người đu ấy. Vì nhiều khi là cái trong cơ thể mình cái bệnh thì nó em không nói, nhưng mà riêng mà cơ thể để bị nhiễm lạnh ấy, con để xa xa quay sát vào mẹ á. Mọi người bị nhiễm lạnh thì nếu mà mình để lâu nó tích lũy vào trong người mình ấy thì nó sinh ra, vì mọi người biết là môi trường ẩm thấp thì luôn là nơi mà để cho dịch bệnh phát ra đúng không ạ? Thì mình tán vào cái hàn sớm thì trong người mình cái khí âm khí dương nó cân bằng. Đánh ở giữa đây là. Thế Linh nó quay cho mẹ đấy bác ạ. Không, còn bảo là Hi Ha nó đang đọc cho mẹ đó. À, đang đọc cho mẹ. Nó biết là con đọc rồi đúng không? À, mọi người nhìn này. Đó, rất là em luôn. Em xì. Nên là em đã biết cách phòng bệnh cho mình nên là mình sẽ không bị nặng. Nhưng mà em không dám nói là em sẽ không bị bệnh, nhưng mà mình sẽ phòng sớm. Nên là các chị các mẹ mà có nhu cầu thì mọi người có thể sắm cho mình một cái cây càng cua bạc này về. Đầu hay cái đầu của nó, đầu tròn của nó là bạc nguyên chất. Thì khi mà mình thấy cơ thể mệt mỏi mà mọi người uống thuốc không đỡ thì mọi người hãy nghĩ đến việc là chúng ta hãy tán khí hàn ra khỏi cơ thể của mình. Tại vì là bình thường cháu hơi nhâm đốc ấy, bình thường hơi nhâm đốc mà nó nóng là họ đã đỏ hết người lên rồi. Nhưng bà không thể lạnh, không thể đỏ nổi luôn. Nên là tại sao mà bà cứ nhức mỏi ở trong người là vì lý do đấy. Mình ăn mình thấy hiện tượng buồn nôn. Nó lạnh nó nhiễm vào. Mà lên đấy khu đầu nguồn nó gần núi đá xong nó lại cây cối như thế nó nhiều ấy. Gió. Mình nhìn thấy thức ăn ấy. Ừ. Không khác gì như ngày ấy. Đấy. Mà mấy hôm trong gió nào dùng các loại gió. Đấy, đủ các loại gió xong lại làm mệt nữa. Nhà không được ngủ trưa đấy. Ừ. Ngủ trưa đấy cái nhà đấy không thấy nó sống rồi. Đấy. Kinh khủng không? Chiều qua đã làm lạnh rồi sáng chứ. Một ít rồi. Ừ. Xong sáng nay làm tiếp vẫn đen. Bây giờ làm tối nay làm vẫn đen. Ừ. Bên này chưa bôi cao lắm. Không, cái cao nó chỉ lấy cái cao để cho nó trơn thôi chị ạ. Vâng. Chứ nó lại không có tác dụng lấy gì về cái chỉ trơn. Cao với dầu chỉ có tác dụng là trơn, nhưng còn nó lên hàn thì kể cả không bôi nó lên này thì là... Em làm dạ dày cho chị chán thế chị kêu. Thế em phải đi tìm cái họng của chị đó chứ. Làm gì mà lại không kỳ lạc linh lên. Đấy. Thế là đi đánh tay với cổ chân thì nó đen xì. Đây này nó lên đây này chị này, nó đen xì đây này. Đấy. Cái càng cua nó dần lên giá ác chị.
Rồi bạc nó lên mà, bạc nó đắt lên. Vâng. Đấy, đen chưa? Đen từ khe kẽ này. Này thì năm rồi ông nhỉ? Hiểu ơi, sao mà ông... Nhưng mà đúng là ông thấy cái giải của ông là ông đi đám ma về xong lại còn đi sông nữa. Đấy là thói quen sinh hoạt của mình đấy. Sao mà bà có đun nước cam cho ông uống hàng ngày không? Hả? Bà có cho ông uống nước cam hàng ngày không? Vâng. Là có ai uống. Ôi, nói chung là chị Oanh là khắc tinh của ông Dũng đúng không? Riêng Oanh là khắc tinh của ông Dũng về hàn khí. Mọi ngóc ngách đều phải ra hết đi. Quá là kinh khủng luôn.